Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ quay về cuộc sống của mình ở đây. Khi mà mình đi sạc động này kia để mà kiếm thêm thu nhập để mà duy trì cái kênh YouTube như mình đã thường nói mọi người đấy. Thì nãy giờ em Thanh Nhan thì đã đi trước rồi, đi sạc trước rồi mọi người. Hiện tại là 12 giờ trưa nhá. Ngoài trưa thì mình thì vừa mới ăn cơm xong, rồi vợ con đang ăn cơm trong nhà ấy. Về mình sẽ chạy qua cho em Thanh Nhan để mà cho mọi người xem cái em nó sạc động thì như thế nào mọi người. Ok, và chúng ta cùng đi theo mình để mình xem một buổi nha mọi người. Hiện tại là 2 giờ trưa nên anh sẽ sạc được bao nhiêu bao và sẽ được bao nhiêu tiền đó mọi người. Ở đây nay giờ thì em nó ngủ ở đây này. Sáng giờ là em ngủ ở đây. Còn mình thì nay giờ mình vừa nấu một canh heo ở đây. Vừa đăng TikTok rồi thì kia cho mọi người xem ấy. Đó, ngồi đây cho mình không ít công việc đó mọi người. Này vừa mới nấu xong là canh heo. Đó, nay giờ cứ nhờ em nó đi đi trước, mình sẽ đi theo sau em nó. Đã sạc được mấy bao rồi nhá. Ok, và mọi người thấy cái series này mình hay để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ anh tụi mình nhá. Ok, start cho let's go. Phải chạy qua đây lấy xe máy. Nay giờ mình đi cột bò ấy, bò mình đứt dây, mình để xe ngay đây. Đó. Đó. Bây giờ đi xe này mọi người nhá. Xe là mình chuyên đi rừng, đi phải đi rừng mà đi rẫy mọi người. Rẫy thì tốt ở trên trên núi nhá. Đó, để nhà mình ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đi. Gặp mấy con chim cu người ta nuôi mọi người đó. Đây này, đây là cái đường mà vào làng lớn của mình nhá. Chắc mọi người sẽ không xa lạ với cái làng này của mình rồi. Chúng ta sẽ xem thử em nó sẽ sạc được bao nhiêu bao rồi và sạc như thế nào mọi người. Đi nào vô trong đây mình sẽ ít nói hơn mọi người, không có như là ở trong đây rất là rào nha mọi người, nên là mình sẽ ít nói hơn. Cái hộ đấy là hộ ở bên chú vợ mình nha mọi người, nên là hộ đấy rất là nhiều luôn. Khả năng là hôm nay anh mình sạc nhiều nhất này hộ đây nha. Gần tới rồi.
Đó mọi người, đây là chiến trường ở Sạc nhá. Mọi người thấy này, cái vo đậu xanh cực kỳ nhiều luôn nha mọi người. Nó rất là ồn ào nên mình sẽ nói nhỏ thôi mọi người. Vậy là sau một hồi Sạc cũng đã xong mọi người nhá. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi mua đồ ăn. Đó, mọi người, sau một hồi Sạc thì mình cũng Sạc cho hộ kia cũng xong mọi người nhá. Để ghé vào cái cô bán hàng rong này để mình mua một ít bên hỏi và lại bên xèo mọi người, để mà mình làm món long heo bên hỏi nhá. Chắc video này sẽ ngày mai mình sẽ đăng được mọi người. Ok, và bây giờ mình sẽ đi về nhá. Hôm nay sẽ cho mọi người xem một vòng đường làng và ngõ xóm của mình sẽ như thế nào nhá. Đó, vậy là sau một hồi đi làm thì có gì mình ăn ở đấy. Đó mọi người, và bây giờ chúng ta sẽ cùng mình đi một vòng xem làng mình sẽ như thế nào nhá. Đó, đây, em Thái Nhân thì chuẩn bị sạc một ít pin này nữa là xong mọi người nhá. Đó, đây, và trong làng của mình là như thế này nhá. Thế còn quay đơn giản, đơn sơ vậy thôi. Lâu lắm mình mới đi một vòng trong làng của mình nhá mọi người. Thì cũng lâu mình mới đi. Bình thường thì mình thường hay bay mọi người, bay flycam này kia. Hôm nay thì mình xuống đường để mình đi cho mọi người tham quan cái chỗ mình. Hôm nay sẽ đi đường trên luôn nhá. Đấy, đi vòng vòng luôn cho mọi người thấy hết cái khung cảnh làng mình nhá. Đây là cái đường ngõ cuối cùng của làng mình này. Đây là cái đầu trên của làng nhá. Bên này thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Bên kia làng, bên kia là thuộc xung quanh cái đoạn dưới này sẽ vào nhà mình nhé mọi người. Đây, hôm nay thì không có gì hết mọi người. 50.000 nhé. Một bia lòng với lại bên hỏi bên xèo mọi người. Nói chung cũng đơn giản như này đó. Xuống cái đoạn này. Đấy. Nói chung làng mình đi vòng vòng khá là xa mọi người. Hơi gió mọi người xem thông cảm. Đây là cái đầu trên, còn đầu dưới là hôm nay mình đi ấy mọi người. Cái đầu trên này đây, làng nó sẽ dày hơn. Là mình thấy ở dưới là ruộng hết nhá. Nên là chúng ta sẽ đi vòng vòng vòng. Đi lên bên Sạc bên này. Xuống này, đầu trên này, đầu dưới kia này, chạy xuống thẳng ra bên tay trái là lại vào cái làng lớn hôm nay mình đi ấy mọi người. Đó, đây là làng thì giống như một số không ấy. Thì chắc là mình sẽ đi vòng 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 nhé. Hôm nay mình đi vòng vòng đường kia này. Đó, đây là nhà lòng nhé. Đây là nhà và chị mình ở đây. Yeah, rất là ồn ào nha mọi người. Mình bên này. Đây là về tới nhà rồi nhá. Vậy là sau một hồi mình cũng về tới nhà rồi mọi người ơi. Về tới nhà rồi. Đó. Về tới nhà. Về tới nhà xong là mình sẽ chia sẻ về cuộc sống mình như thế nào mọi người nhá. Đó, thì vừa rồi có rất là nhiều bạn hỏi nên mình sẽ chia sẻ cái cuộc sống mình cho mọi người nghe. Đấy, và công việc của anh em mình cùng team của mình như thế nào đấy. Để mua về đồ ăn để ngày mai làm mọi người nhá. Ngày mai mới làm được. Bây giờ em nó không có việc gì làm hết mọi người. Nên mình bảo em nó đi
đi sắc đậu giúp mình. Chợ ở nhà em nó không chả biết làm gì hết mọi người. Thế mình phụ giúp mình có gì đây mình lại phụ giúp lại em nó nhá. Vì phụ em nó thì cũng khá là nhiều việc. Em nó cần này kia thì mình có thể cho mượn cho đi. Nói chung thì mình thì không có gì hết mọi người, tiền bạc này kia thì không có. Mình có cái gì mình có thể giúp được cái gì là mình cho. Năm nay là nhà em nó không có trồng đậu mọi người. Nếu mà có trồng đậu này kia thì mình cũng cho em nó sạc mà không lấy một đồng nào hết. Mình đổ dầu vào đấy, lấy tiền túi mình đổ dầu vào đây rồi cho em nó sạc này kia. Hình như mấy cày thì mình đổ dầu tiền mình bỏ ra rồi mình cày cho em nó. Cho em nó thuê người ta cày thì vay mất nữa. Hết đất nhà em nó tầm hơn 3 triệu ấy. Mà một vụ cày như vậy thì em nó tiết kiệm được bao nhiêu? Một vụ một năm cày như vậy thế thì em nó sẽ tiết kiệm được hơn 3 triệu. Để số tiền đấy mình sẽ nếu mà kiểu mình cày ấy, mình thì cày một ít thôi tại vì cái đầu tư ấy. Còn hai cái đám thì người ta đầu tư mất rồi. Mình cũng báo với lại bố mẹ em Thanh Anh là kiểu người ta đừng cứ cày để cho mình cày để bớt tiền để bớt cái tiền cày đó đi. Mà người ta đây thì chỗ mình đây đầu tư này kia thì khó lắm mọi người. Ai mà đã đầu tư cho mình rồi á mà mình bây giờ mình muốn không đầu tư nữa thì rất là khó luôn. Nên mình đây mình mua xe nhà mình đây mình cây mình thì được, còn mình của mình thì mình cây cho mấy đầu tư ấy là người ta nói mình này kia nhiều lắm. Chỉ là mình lại không thích tranh giành này kia mọi người. Đó thì một số bạn kiểu là các em đó kiểu như làm cho mình mà không có tiền này kia. Đúng là mình mọi người thử hỏi thì các em nó có thực sự muốn quay không? Đó, hầu như là cái video nào ấy mình làm những món ăn uống tại nhà ấy là kêu em nào cũng được hết nhá. Đó, còn khi mà mình ra ngoài sông suối này kia, cái nhất là về làm sinh tồn này kia nhá, các em nó hầu như là các em lại không thích cái kiểu mà đi làm sinh tồn. Nhưng mà ở đây mọi người rất là nhiều bạn yêu coi như mình làm sinh tồn này kia. Mình làm một mình thì vẫn được thôi, không phải là không được. Nhưng mà rủ các em nó thì kiểu như là không có thích một chút nào hết khi mà nghe mình bảo đi sinh tồn này kia ấy mọi người. Nên mình sẽ để video sinh tồn này từ từ cho mọi người xem. Để vừa rồi thì có một bạn đi qua nhà mình làm cái món mì tôm siêu cay. Lẽ ra phải hôm nay mình hứa với các bạn đây là sẽ làm mì tôm siêu cay đấy. Nhưng mà để video đây hôm sau nó làm nữa mọi người. Hôm nay mình nên mình mua thêm lòng này. Hôm nay sẽ đãi em Thanh Anh. Tại vì em nó cũng khá là đói. Mình nghĩ là thế. Tại vì nãy giờ thấy em nó ăn cơm ở nhà rồi. Mà ở nhà nó thì cơm thì có nhá, nhưng mà căn thì hầu như là nhà nào cũng hầu như là cũng khó khăn vì cái căn ấy mọi người. Căn thì chủ yếu là mì thôi. Nhà nào nhà đây cũng ăn la mì, nấu la mì không thôi mọi người. Nhưng kiểu như ăn như thế thì lại không đủ sức nhá. Đây, mình thì đó. Tại vì phải làm cái clip cho mọi người xem mình mới muốn đầu tư để mà còn ít. Nếu mà mọi người xem yêu quý thì lại được cái một ít doanh thu từ quảng cáo mọi người xem đấy. Nên mình không ngại khi mà mua đồ ăn về quay cho mọi người xem. Còn mà khi mình mua đồ ăn ngoài ấy mọi người, thường thì mình cũng có mua ăn đấy, nhưng mà mình sẽ mua ít thôi. Bình thường mình mua 15-20 nghìn thôi. Một ngày mình ăn ấy là 3 bữa mọi người. Buổi trưa thì ai ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Hầu như là mình sẽ tập trung vào buổi sáng và lại buổi chiều thôi. Buổi sáng thì mình ăn tầm 15-20 nghìn đấy. Nhiều ấy là 15-20 nghìn. Không bữa nào mình thấy mình ăn thì mua một bi mắm thì kia 10 nghìn thôi. Ăn không hết phải để tới chiều ăn tiếp. Còn khi mà mình làm video clip này kia phải bắt buộc phải làm cái đồ ăn nó nhiều lên. Phải tăng gấp 2, gấp 3 lần cái số tiền mà mình bỏ ra mười mấy 20 nghìn gì đấy. Để mà làm sao để cho mọi người xem được cái video nào mình ăn uống này kia này. Cũng phải đã gọi là làm YouTube này kia cũng phải để cái thức ăn, mặc dù mình ăn hết hay là ăn không hết này kia mọi người, nhưng mà phải để cái thích cái hai cái con mắt của khán giả xem à kênh này thấy đồ ăn này kia ngon người ta mới xem. Nên nhiều bạn lại kêu như này như kia, thật sự là vẫn lại cái câu nói là chín người thì mười ý. Đó, hôm nay mình thì chia sẻ về cuộc sống mình như thế thôi mọi người. Đó, thì để ngày mai mình mới ra video clip này. Ăn thì hôm nay mình ăn mọi người nhá. Ăn thì hôm nay mình ăn đấy. Nhưng mà đăng lên thì ngày mai mới đăng được mọi người. Đó, thật sự mọi người làm cái nghề này á, thì phải có những người ghét, người thương, người chê. Có người thì muốn lúc nào cũng muốn mình thất bại. Ok.